À, ý là đi đi cái nước kia, tại vì cái nước là cây kia thôi, cây nhậm sưng thôi, nhưng mà ấy là gì đó em rửa nó đưa cho thằng Lị thấy không đi thì khen đi thôi, ý là Ừ. thì đúng rồi đưa cho anh đi Chị lấy máy chưa? Chị lấy họ máy chưa? em rửa Thì thôi, em mới đang kịp thôi. đó. Không phải cả Ui đâu. ui Chị cháu mua luôn có đi. bữa nhà em thì nó nói chuyện được. Em kêu lấy tiền rồi còn để nhớ lại lỗi cho em mà. Cả cả biết là lấy, cả chiều là không lấy. Em mượn cái cục sạc của ông Oanh có ở đây không ta? Ở Nhân chung thế sạc của em được nhỉ? không, sạc của ông Oanh nhanh lắm. Ở Đây đấy nè, phòng nó sạc nó như này. cục sạc của chị nè. Không, đây đây xuống đây với máy chị hay xem số rồi chị không nhớ số máy nữa. Để đi mua cục sạc về đây đi quay mình. Thôi sạc nó lâu, ý là đem sạc ở nhà qua thì được, mua sạc nhanh ông dùng mấy cái này. Em lên chế độ này, Em ngưng em đi, lên em ngưng mấy ngày rồi em dùng lại em nhận. Em đang đỏ sưng chế đi độ là thì phải nó ngưng sẽ nha. như thế nào. Ngưng đi rồi Em lên khoảng 3 ngày rồi dùng lại. Chứ để như đi là khoảng phù mặt á. Ôi trời, da chị mà đụng cái là giống muốn bay ra hết trời. Nhìn đã chị số 4. Đi sợ. Cũng này ghê quá, quốc không được luôn á, quốc lượng bay chỉ có móc à.
Ủa, chưa bánh à? À, quên lộn. Chả dai mà cây chưa bánh hả? Tại vì nó không màu trắng. Bình thường là màu đỏ mà ta. À, hèn chi mình nhìn mình thấy không quen. Kiểu quá, 8 phút mà đang mình nhìn chưa bánh. À, hồi nãy chưa bấm chứ chị la la này luôn. Không la mới lạ đó, hề hề. Thử thách bản thân luôn chứ. Chị có mấy người hàng. Hầu kiếm mấy cái mặt như đây thôi. Rất mụn như rất chi. Máy Hà còn pin nhiều không rồi? Mà máy chị sạc cũng nhanh lắm Hà, sạc cái nó nhanh lắm. Sạc xíu 10 phút rồi cũng đủ quay. Hai ba cái.
Thank you.